chơi cho con đưa cho Titi với nha. Hai chị em ngồi chơi đi, mẹ vô mẹ sắp đồ vào trong tủ cho con nhá. Titi ngồi chơi với chị con nha. Thank you.
sao hai người này yên lặng thế ta? Ủa hai đứa đi chơi đã quá ngủ rồi à? Thì đi ngủ với chị hả? Ai chưa anh ạ?